nhiều. Lâu lắm không có cơ hội gặp Phật tử đông đảo, thì hôm nay về thấy Phật tử đông đảo đó cũng là cái niềm vui của tôi. Thầy Phật Tăng Ni thì có đại diện một hai người tôi, còn cư sĩ thì rất đông. Thành ra buổi nói chuyện này hơi nghiêng về Phật tử hơn là cầm những cái này chứ bắt cái máy gì đó. Mấy lần tôi cũng về tới đây, nhưng mà rồi không có cái khó chứa hoặc là không có chân hay, cho nên Phật tử không tụ hội đông. Bữa nay được đông đảo, trước tiên tôi chúc mừng quý được Phật tử trên con đường đạo tu hành mỗi ngày mỗi tiếng, đừng có dừng cũng đừng có sụt lùi. Tại sao vậy? Bởi vì tuổi mỗi ngày mỗi già, phải không? Có ai gì lại một chỗ được không? Mà tuổi già thì rồi cái gì nó tuổi thôi, cái chết. Như vậy thì chúng ta đang bị cái vô thường nó đuổi chúng ta đi tới già. Già là cái thai chết. Như vậy thì cái thân mạng của chúng ta hiện giờ không có bảo đảm, nó không dừng ở một chỗ nào mà nó sẽ đi tới ngày cuối cùng, từ già rồi sang tới chết. Cái đó là cái nguyên tắc căn bản, nhưng mà có khi chưa già chết cũng có, thấy không? Chứ đừng nghĩ lại nó chạy già mới chết, rồi chờ già mới tu, thì cái đó muộn màng lắm rồi. Chúng ta biết cái chết nó là già rồi mới chết, không có những người chưa già cũng chết. Do đó mà cái chết nó không có định. Chúng ta ngày nào tu được cố gắng tu, chứ đừng nói nó để gần già tôi sẽ tu, mà đuổi chưa già mà chết trước thì sao? Đó là một cái điều mà tôi muốn nhắc tất cả. Có một cái việc mà tôi lâu nay thường hay nhắc hay nói cho Phật tử nghe là ai có mặt trên thế gian này cuối cùng rồi phải chết hết, phải không? Có người nào phải chết không? Kể cả mấy ông thầy thuốc cũng chết luôn, phải không? Chứ không phải chỉ dành riêng cho người thường, mà thầy thuốc cũng chết nữa. Thì như vậy không tha một ai, tất cả chúng ta đều phải đi vào con đường cuối cùng đó. Như vậy thì đi vào con đường cuối cùng mà không thể tránh được, bây giờ muốn cho ngày cuối cùng đó mình có một cái hướng đi tốt đẹp thì phải làm sao? Đó là một cái chuyện mà quý Phật tử phải suy gẫm kỹ. Bởi vì chúng ta không phải chỉ có mặt ở một đời này, mà có mặt hết đời này sang đời khác liên tục. Mà cái có mặt đó, đó trong nhà Phật dùng cái từ là nghiệp dẫn, nghiệp lành, nghiệp dữ dẫn chúng ta tới chỗ lành, chỗ dữ. Còn nếu mà cái người biết tu thì tạo nghiệp lành, mà nghiệp lành thì sẽ dẫn tới chỗ lành. Người không biết tu tạo nghiệp dữ thì phải rơi vào chỗ dữ. Như vậy thì quý Phật tử xét kỹ, chúng ta muốn đời sau đi vào chỗ lành hay là tha hồ muốn đi đâu cũng được, nó lôi đâu cũng được. Đó là một cái điều tất cả Phật tử phải suy gẫm, phải nghiệm lại đời của mình. Nếu chúng ta tạo nghiệp lành, bảo đảm chúng ta đi đường lành. Chúng ta tạo nghiệp ác,
thì bảo đảm phải đi vào đường dữ. Cho nên tôi có những lần chứng kiến những người Phật tử khi sắp tịch, sắp chết, bởi vì họ là Phật tử ở gần chùa, cho nên khi mà đau nặng sắp chết hay mời quý thầy lại để mà trợ lực để cho ra đi tốt, thì có người tới thấy họ nằm họ cứ la hoài. Rồi tới chừng nghe quý thầy cái nó cứu con, thầy ơi người ta dây đánh con quá, nó lôi con đi nè. Thì quý thầy Phật tử thấy cái gì, nghe mình động lòng thương mà biết làm sao cho kịp. Bởi vì ngài thường thì cứ lo làm ăn, rồi có nhiều khi tạo những nghiệp không tốt. Rồi tới giờ đó thấy những người tới rượt đánh đập sợ quá chạy, mà quý vị nghĩ chạy rồi trốn ở đâu? Chạy mà tìm chỗ chui vô thì vô đó là địa ngục. Còn những cái người cũng có những người tu mà tại gia nhưng mà lớn tuổi rồi ra đi, thì khi quý thầy tới hộ niệm thấy ông cười, ông nói tử tế lắm. Ây, người ta cứ rủ con đi hoài, mời con đi, lại đông lắm. Những người đó người bạn cũ không à, những người bạn tu hồi trước đó, bây giờ về họ mời con đi, họ rước con đi, thấy vui quá. Cho quý thầy hay đừng lo, rồi nói vậy rồi gây chết. Thì như vậy, một người trước khi chết bị rượt đánh sợ hãi, còn một người trước khi chết vui vẻ được bạn bè mời đi chỗ tốt. Thì quý vị thấy cái đó là tại sao? Vì tại tạo nghiệp lành hay là tạo nghiệp dữ? Thì quý Phật tử vì ở nhà thế gian ít có đi đám, ít có gặp những người sắp chết lắm. Còn quý thầy thì Phật tử nào ở gần gần mà có cái bệnh nguy ngập sắp chết thường hay rước quý thầy tới để trợ niệm đó. Cho nên chứng kiến những cái ra đi thấy rõ ràng người hiền lành biết tu thì khi ra đi nó nhẹ nhàng, còn người mà không biết tu tới giờ phút chót dù có mấy thầy tới nhưng mà họ cũng hoảng hốt như thường. Bởi vì cái việc làm trước rồi bây giờ thấy như hồi trước làm khổ cho ai thì bây giờ thấy cái người đó lại đòi để chửi mắng rồi đủ thứ hết. Cho nên đối với đạo, quý thầy thấy qua được những cái hiện tượng đó thì càng đủ lòng tin nhân quả của mình không sai chạy. Mình biết làm lành, biết tạo phước thì gần chết thấy cái cảnh vui, thấy người quen thân mời rủ đi nhẹ nhàng. Còn người không biết làm lành, không biết tạo phước thì tới chừng ra đi sợ sệt hoảng hốt. Có người họ sợ đến đổi họ la lớn là vậy, là cứu giúp tôi. Thì cái đó rồi hỏi ai giúp cho kịp. Cái lúc đó đi có một mình mà thấy cái người tới làm dữ với mình thì nhiều thì đông đó. Cho nên tôi nói rằng quý Phật tử nên lặng lẽ mà tìm một cái lối đi cho nó chân chính, để đời này mình không khổ, đời sau càng tốt đẹp hơn. Thì như vậy gọi đó là biết tu. Chứ còn cứ làm ăn được rồi cứ lo làm ăn, nhiều khi cái việc làm ăn của mình nó có thương tổn tới kẻ khác nhưng mà cũng không để ý, rồi tới chừng sau này khi ra đi khổ quá chừng đó mới sợ, mà sợ muộn quá rồi đâu có làm gì kịp. Đó là cái điều mà
chắc chắn 100% không sai chạy. Vậy nên Phật tử phải cố ý để mà tập tu. Nếu mà lớn tuổi 50-60 rồi thì càng tu rút hơn. Còn những người trẻ trẻ thì chuẩn bị tu, phải không? Đi đường lành, bởi vì mình biết lo cho mình. Mà mình đâu phải chỉ sống hoài, mình còn phải chết. Cái nhiều lắm thì 80 năm cái cũng đi. Thì trong thời gian đó, chúng ta ở trên thế gian này, quý Phật tử mà lớn 40-50 tuổi rồi thì tới 80 tuổi còn chừng bao lâu? Còn có 30-40 năm thôi. Thì như vậy mình đã hết nửa đời hoặc hơn nửa đời mà chưa biết tu. Thì bây giờ từ đây tới sau mà nếu không chịu tu nữa thì tới giờ cho không biết sao, thấy không? Cái đó là một cái rất là đáng ngại. Chúng ta không nên nói cái kiểu thiển cận, nói rằng chết là hết đó. Cái đó là cái thiển cận, không bao giờ hết. Bây giờ tôi phân tích cho quý đại hữu thấy, thân tứ đại của mình chết rồi hết không? Hết không? Bởi vì tứ đại là đất, chất cứng là đất, ướt là nước, đất nước, hơi thở vô ra là gió, rồi động, cơ thể mình động là, động rồi nó ấm lên đó là lửa. Thì đất nước gió lửa sẵn ở trong người mình, thiếu một cái là mình chết ngay. Như bây giờ đương khỏe mạnh vậy mà nó bắt nó lạnh, không còn chút ấm nào hết thì sao? Cũng chết. Còn đương khỏe mạnh vậy mà thở ra không hít vô nữa thì chết không? Cũng chết. Như vậy thì cái chết nó nằm bên cạnh mình chứ không phải xa. Như vậy tứ đại hòa hợp thì thân mình còn, tứ đại tan rã thì thân mình mất. Mà nói tứ đại chứ một đại mà nó rời đi thì mình phải chết. Như vậy thì sự sống này là sự sống sao? Thiệt hay giả? Không ai chịu giả đó. Ai cũng thấy thân mình thiệt. Nhưng mà xét cho tới cùng, cho thấu đáo thì thân này không thiệt. Cho nên Phật luôn luôn nói thân giả dối, không có thiệt. Mà chúng ta thấy nó thiệt 100%. Như vậy Phật nói nó giả, mình thấy nó thiệt, thì ai nói đúng? Phật thấy rõ ràng cái duyên hợp tụ lại thành người, duyên tan thì hết, thì cái đó là đâu có thiệt. Còn mình bởi mê muội có mặt ở đây, có thân này, cái bảo đảm rằng thân này thiệt, thì đó là một cái quá sai lầm. Từ thấy thiệt rồi thôi, đòi đủ thứ, dành đủ thứ, phải không? Cho mình ăn, cho mình hưởng, cho mình được sung sướng, tất cả cho mình. Bây giờ tôi hỏi quý Phật tử, nếu mà mọi việc của mình làm, có người làm thế hết, không có việc gì để cho mình làm hết, sung sướng không? Như vậy mình sung sướng không? Không làm gì hết, người ta tưởng là sung sướng, mà chính không làm gì hết, đó là bệnh hoạn, phải không? Bệnh hoạn sung sướng gì? Cho nên mình phải sống, mình phải hoạt động. Mà sống hoạt động thì máu huyết lưu thông, trôi chảy đều, thì cơ thể mình khỏe. Thì như vậy, chúng ta sống ở trong cõi đời này, cái sung sướng mà tưởng tượng ngồi không đó, cái đó là lầm. Sung sướng là khỏe thì làm, mệt thì nghỉ, thấy không? Vui thì làm, mệt buồn thôi, chứ không phải là không ngơ, không làm gì hết. Như vậy thì chúng ta thấy cái thân này duyên hợp. Mà đã duyên hợp thì duyên tan không? Đó, quý vị kiểm lại. Hơi ấm trong người chúng ta là lửa, rồi cái cơ thể tụ lại thành tướng, thành hình đó là đất, nước. Còn thở ra thở vô để mà sống đó là gió, đất, nước, gió, lửa.
bốn cái, không có quyền thiếu cái nào hết. Bây giờ quý vị khi nào nghe mình lạnh, lạnh cả người sợ không? À, đó là hơi ấm nó thiếu rồi. Mà nếu hơi ấm nó tuôn ra hết rồi thì chết. Đất, nước, gió, lửa hợp lại, mà có hợp thì phải có tan. Không bao giờ hợp mà không tan. Hợp thì có thân, tan thì bại hoại, chết. Như vậy thì quý vị có dám nghĩ rằng mình sống mãi mãi không? Có ai dám nghĩ vậy không? Không. Nghĩ mình phải chết, nhưng mà gần với xa thôi. Như vậy là cái chết là cái đã trực sẵn trước, không thể chạy trốn đâu được. Mà quý vị có lo cho cái chết chưa? Có lo chưa? Mấy bà già chắc có lo chút rồi, nhưng mấy người trẻ chưa biết lo, phải không? Trẻ thì thấy mình còn sung sướng quá, khỏe mạnh quá thì đâu thèm lo gì. Nhưng mà có ai thấy mọi người trên thế gian đợi già mới chết hết không? Có khi trẻ có chết không? Trẻ cũng chết vậy. Cho nên mình đừng có tưởng tượng rằng mình đợi tới 80-90 tuổi mới chết. Có khi 50-60 chết cũng có. Thôi bây giờ chuẩn bị trước là hơn, phải không? Người biết lo xa là chuẩn bị trước khi mình chết. Tới đó cũng như là mình sắp đi một con đường xa, mình chuẩn bị lương thực. Lương thực có sẵn một đãi rồi thì mình đi mình không sợ đói. Còn nếu mà lương thực không ngơ mà đi chỗ hoang vắng một mình thì đói không? Thì chết đói. Bởi vậy cho nên tu là một cái phương tiện giúp cho chúng ta có đủ phước, đủ đức bước ra khỏi cái gặp bạn bè thân thích, gặp những người thương quý mình, mời mình tới chỗ tốt. Còn nếu mà mình cứ lo giành giật hơn thua, đánh đập với nhau thì ra cũng thấy cái đám du côn nó đón nó đánh mình, rồi khoảng chạy không biết chạy tới đâu. Đó là cái lẽ thực, nói cho tất cả hiểu biết. Như vậy thì chúng ta đã biết rõ ngày mai chúng ta phải ra đi, mà ra đi đó được mấy người, ở nhà gia đình thương mấy, tới chừng ra đi cũng không ai thèm theo, phải không? Không ai thèm theo hết. Đơn độc có một mình, con thì khóc, cha mẹ sắp đi thì khóc, nhưng mà khóc thì khóc chứ không có đi theo. Rồi ra đi có một mình, chừng đó tất cả những cái nghiệp lành, nghiệp dữ nó sẽ dắt mình đi. Lành thì dắt đi đường tốt, dữ thì dắt đi đường xấu, chứ không có phải ngang đó là hết. Bởi vì quý Phật tử xét kỹ nơi mình, nơi con người mình có hai phần: phần vật chất xác thịt, phần tinh thần, phải không? Cái xác thịt này nó không phải là cái chủ yếu của con người, mà phần tinh thần mới là chủ yếu. Tinh thần sai khiến cái xác thịt. Như vậy thì chúng ta cái thân xác thịt rã, cái phần tinh thần có rã không? Rã không? Nó không có rã. Bởi vậy nên phần tinh thần là phần hết sức quan trọng. Nó là cái chủ để tạo lành và tạo dữ. Mà bây giờ mình biết cái chủ đó đó, nó đứng hai mặt, có lành có dữ, thì mình phải bớt cái điều dữ mà hướng về điều lành. Thì như vậy ngày mai ra đi thì người chủ là người lành. Tôi thường ví dụ cái trán của mình đây là cái hội trường. Nhóm này lại họp suy nghĩ thế này, nhóm khác lại họp suy nghĩ thế khác, đủ thứ nhóm, phải không? Cho nên khi nghĩ tốt, khi nghĩ xấu, khi nghĩ lành, khi nghĩ dữ, đủ hết.
nó chỉ có như này, nên nó là cái hội trường. Mà nếu tất cả cái suy nghĩ này tới cái giờ chót, cái nào mạnh á thì mình đi theo nó. Bởi vì quý vị nhớ, người chết á, mình rờ trán chừng nào lạnh á thì là chết thiệt. Bởi vì chỗ này mấy cái suy nghĩ đó nó tụ ở đây, tụ đây. Mà nếu cái mạnh thì nó dẫn mình đi được. Như vậy cho nên hàng ngày chúng ta có cái gì khó, khó tính cái bóp trán, phải không? Dò đầu bóp trán, đó là cái chỗ mà suy nghĩ nó dồn về trên này. Cho nên tôi nói đó là cái hội trường. Như vậy thì chúng ta phải làm sao tạo dựng cho cái suy nghĩ đó toàn là suy nghĩ lành, suy nghĩ tốt. Còn nếu chúng ta có những suy nghĩ hung dữ, tàn bạo gì đó thì khi ra đi, những cái suy nghĩ đó nó dẫn mình tới những chỗ hung dữ. Còn nếu cái suy nghĩ lành mà giờ phút chót nó dẫn mình đi thì đó là đi đường lành. Nó cụ thể chứ không phải là cái chuyện mơ màng. Nhiều người không có hiểu, nói chừng chết rồi không biết ai tới dẫn đi. Mà sự thật là mình, vì mình nghĩ xấu, nghĩ ác thì lúc đó thấy những kẻ xấu ác tới. Thì tôi có chứng kiến một người quen chết tuổi còn nhỏ, mới có ba mấy, 40 gì đó, mà gần chết ông la vô cùng. Ông la cho tới phải đi kêu với thầy lại để ủng hộ tinh thần cho ông. Cứ ông la nói: cứu tôi, họ dây bắt tôi. Cứ la như vậy hoài. Thì như vậy mới thấy thương khổ trong lúc đó. Mà tại vì lúc sống không biết, cứ làm điều lành, điều lành thì không làm, mà điều dữ cứ làm. Cho nên rồi khi chết gặp toàn là cái thứ dữ, kẻ này dây đánh, người kia mắng chửi tùm lum hết. Rồi chừng đó hoảng hốt quá cầu cứu. Thì những cái điều đó thì ở ngoài thế gian thì quý Phật tử ít biết. Còn chúng tôi ở trong đạo thì người nào gần bệnh nặng thì cái điều mời tới để mà hướng dẫn đó. Thấy những cái cảnh đó mình muốn thương, muốn giúp mà cũng không làm gì giúp được. Họ lo, họ la không à, làm sao biểu niệm Phật được. Tới giờ phút chót không thể làm gì được cho họ. Chứ còn họ tỉnh, nếu bình tĩnh như Phật tử mình, quý thầy tới khuyên niệm Phật thì nhớ niệm Phật. Còn mấy người mà không biết tu, tới giờ chót sợ quá là rước quý thầy lại, mà rước lại mà họ cứ lo la không, mình cũng biết làm gì, biểu gì cũng không được hết. Cho nên cái tu không phải là đợi những phút chót mới tu, mà khi mình còn khỏe, còn đủ điều kiện trong cuộc sống này mà biết tu là quá tốt. Nhờ tu cho nên chúng ta không tạo nghiệp ác. Nhờ tu cho nên chúng ta thương người cũng như thương mình. Thì như vậy thì ra gặp toàn là bạn lành không. Nghe là rủ đi, mời đi thì đều là đi chỗ tốt. Thì chính chúng tôi cũng chứng kiến có những người sắp chết mời tới niệm Phật, dạy niệm Phật. Thì chúng tôi cũng dạy niệm Phật. Ở lát cười nói: thưa thầy, người ta rủ con đi. Hỏi chứ ai rủ? Nói bạn con người xưa đó, đó là những người bạn lành, rủ đi chùa rồi đó. Rồi tới ra đó rủ đi. Thành nó cười, sửa sẵn chết mà cười. Còn có người sắp chết là quảng khóc la. Đó. Đó là những cái điều thực tế. Nhưng mà vì quý Phật tử ít có chứng kiến cái cảnh chết nên rồi không thấy những cái đó. Còn chúng tôi thì ở chùa ai mà đau nặng sắp tịch thì luôn luôn mời quý thầy tới để trợ niệm, nên thấy những cái cảnh đó. Bây giờ nhắc cho quý Phật tử biết, bởi vì chúng ta tu thực ra là một việc làm hết sức là hữu ích.
mà có nhiều người coi thường. Nếu quý Phật tử hằng ngày nhớ chiều tối tụng bài kinh niệm Phật để gieo chủng tử lành, còn ở ngoài thì đối bạn bè anh em mọi người mình thương mình giúp đỡ nhau, không có chửi bới, không có thù hằn ai hết, thì bảo đảm Phật tử nó ra đi rất là nhẹ nhàng thảnh thơi. Còn ai mà hăng hái làm những điều hung dữ thì ngày sau họ sẽ khổ, không thể nào tránh khỏi. Đó là một lẽ thật chứ không phải là tưởng tượng. Như vậy thì chúng tôi khuyên Phật tử khéo tu để mà chúng ta làm tròn cái bổn phận của một người dân ở trong nước, một người lớn ở trong gia đình, ra đi chúng ta cũng được bình an. Như vậy thì lo cho gia đình được ấm no, lo cho con cái được có học hành đầy đủ, thì đó là cái bổn phận hiện tại. Nhưng mà còn ngày mai mình ra sao, đó là những cái buổi chiều rảnh tụng kinh niệm Phật, đó là chuẩn bị cho cái ngày mai. Có lo hiện tại mà cũng có chuẩn bị vị lai thì đó là khôn ngoan. Còn chúng ta chỉ biết có hiện tại không mà không có biết tới ngày mai thì đó là cái rất là cạn cợt, rất là nông nổi. Cho nên chúng tôi luôn luôn nhắc Phật tử phải tu. Bây giờ đặt câu hỏi lại, tu thế nào, phải không? Thì tu như thế nào quý Phật tử nhớ? Khi quy y Tam Bảo, quý Phật tử có hứa giữ cái gì không? Giữ cái gì? Năm giới. Một, không sát sanh. Hai, ba, bốn, năm. Hai cái chót này vậy, quý Phật tử có phạm không? Nghĩa là năm mà ba cái trước thì khả dĩ giữ được, còn hai cái sau này bộ khó, khó mà vẹn toàn, phải không? Nói dối, nhưng mà tôi giải thích lại. Nói dối có hai phần. Phần nói dối có tội, mà phần nói dối có phước. Nói dối sao có tội? Nói dối để gạt gẫm người ta lấy lợi về mình thì có tội. Còn nói dối để mà có phước là cái nói dối để khéo khuyên người ta tránh những điều tội lỗi, thì cái nói dối đó có phước. Thí dụ như có người nào đó họ hay giết chó, giết chó ăn thịt, thì giờ mình thương họ, mình khuyên họ, nói rằng anh đừng có giết, giết nó tội lắm. Nhưng mà người kia họ không chịu nghe, thì cái người bạn thân này mới nghĩ ra một kế. Cái gặp người bạn nói, hồi hôm tôi nằm chiêm bao, tôi thấy có một người giết chó và chết cái chó nó rượt cả bầy vậy đó. Nói vậy nó dối không? Dối mà ổng nghe ổng sợ. Ổng sợ rồi ổng ngán, mai mốt mà chết rồi chó nó rượt đó. Thì như vậy cái nói dối đó là vì thương mà nói dối. Còn cái nói dối lừa gạt người để mình lấy lợi đó, thì cái dối đó là tội. Hiểu cho rành rẽ. Chứ nhiều khi Phật tử ngán cái nói dối này lắm, ít khi mà mình giữ được tròn. Rồi cái thứ năm là uống rượu. Bây giờ mỗi khi quy y, quý thầy hay nói rõ uống rượu là cấm uống rượu mạnh. Thì uống rượu nhẹ mà uống ít ít thì được. Bởi vì hiện giờ có các thứ rượu nhẹ, người ta làm lễ này lễ nọ tiệc tùng đó, người ta đem ra. Nhưng mà nói nó nhẹ nhưng uống nhiều cũng sai. Cho nên uống ít, uống chừng một ly trở lại thôi. Chứ đừng có quá, quá cái đó là phạm.
Vì chị uống nữa từ ly trở xuống là không có sai. Còn uống hơi 2-3 lít đó thì cái đó là sai xưa rồi có tội. Bởi vì cái gì mà đưa mình tới cái chỗ sai xưa thì cái đó đều là mất trí khôn của mình. Mà mất trí khôn của mình thì mình không có sợ tội lỗi. Cho nên phải uống ít. Đó là cái trường hợp mà mình không tránh được toàn bộ, thì uống một chút ít, lấy lễ thôi, chứ đừng có uống nhiều. Uống nhiều sẽ sai xưa. Như vậy thì năm giới, từ cái giới nói dối qua cái giới uống rượu, Phật tử hơi ngán, phải không? Nói dối và uống rượu, hai cái ngán. Nhưng mà giờ rượu mình cấm hẳn cái rượu mạnh, uống rượu nhẹ mà uống ít ít. Đó. Tại sao mà Phật cấm uống rượu không giết hại ai hết mà lại cấm? Tại vì uống rượu sai, mà khi sai rồi cái tội nào cũng dám làm hết trơn. Cho nên nhiều người còn trẻ uống rượu sai rồi về cha mẹ rầy, cự lộn với cha mẹ, không còn biết phải quấy. Cho nên cái đó là cái tội lỗi. Vì chúng ta có trí tuệ sáng suốt thì mới biết thương cha, kính mẹ. Vì vậy mà cha mẹ rầy không dám cãi. Còn uống rượu sai về cha mẹ rầy cái cự, thấy không? Cự với cha mẹ rồi, đó là mình làm cái tội, tội rất lớn đó, là bất hiếu. Cho nên trong năm giới, quý Phật tử nhớ kỹ, thử coi quý Phật tử có giữ được hết không nha. Một là không sát sanh. Sát sanh là không giết cái gì? Cái này cũng khó hiểu. Không sát sanh là cấm không được giết người. Không được giết người và các con vật lớn, từ trâu, chó, mèo cho tới người. Chứ không phải là cấm sát sanh rồi không có bắt tôm, bắt cá ăn thì người ta đâu có gì ta ăn, phải không? Cho nên không sát sanh là không giết người và không giết các loài vật lớn. Đó là giới thứ nhất. Giới thứ hai là không trộm cướp. Thì cái này biết là dễ tránh rồi. Giới thứ ba không tà dâm, tức là không có ngoại tình. Đó là biết rồi, dễ tránh. Có cái thứ tư này hơi khó phân biệt, là nói dối đó. Không biết cái nào nói dối được, cái nào nói dối có tội. Đó. Bây giờ quý Phật tử phân biệt hai cái nói dối chưa? Nói dối để lợi cho mình mà hại người thì nói dối đó là có tội. Lợi mình hại người là nói dối để lường gạt, lấy của người ta, hoặc là lấy cái gì mà mình thích mà cái đó quyền của người ta, thì cái đó là nói dối có tội. Còn nói dối để giúp người, cứu người thì nói dối không tội. Đó. Thì như vậy đó là cái giới nói dối. Cái giới thứ năm là không uống rượu mạnh. Nhớ vậy nè, không uống rượu mạnh. Mà rượu mạnh hiện giờ là rượu gì? Còn rượu nhẹ là rượu gì? Bây giờ thì quý Phật tử, mình cũng vì cái chuyện xã giao, anh em trong xóm làng, những cuộc lễ, thì cho uống cái nhẹ, mà không uống quá một ly. Nhớ mà không quá một ly. Tại sao? Chiều quá ly đi tới sai. Rồi sai cái, mới quá ly này cái rệt qua ly khác, cứ nối hoài cái hồi sai. Sai mè mà chừng đó cũng hết biết phải quấy. Cho nên mình uống giới hạn, không cho nó sai. Vì cái tiệc tùng buộc lòng mình phải có. Thì đó là những cái điều căn bản năm giới. Bây giờ tôi hỏi kỹ lại Phật tử ở đây, quý Phật tử nào giữ tròn năm giới giơ tay tôi coi. 2-3 người à, nhiều chứ.
nam giới. À, hình như bên nữ dám giơ tay, bên nam không dám. Như vậy thì bên nam cũng còn hơi dè dặt, chưa có dám cương quyết dứt khoát. Thì bây giờ tôi nói rõ từng giới rồi đó, uống rượu mà giới hạn, rượu nhẹ, bia rồi chút ít, ha, uống chừng một ly trở lại, đừng quá, quá là phạm tội. Bởi vì quá rồi uống một hồi cái nó cũng sai, mà sai thì mất trí khôn, tạo nhiều tội lỗi mình không lường được. Đó. Như vậy thì cái giới uống rượu, bên nam sợ chứ bên nữ ít sợ. Đó. Rồi tới cái giới nói dối thì ai sợ nhiều, bên nào sợ nhiều? Bên nữ sợ nhiều hơn bên nam. Như vậy thì ai cũng có cái ưu cái khuyết hết á. Vì vậy cho nên bên phái nữ thì ráng giữ cái giới nói dối. Nói dối lợi người thì được quyền nói, nói dối mà lợi mình hại người thì cấm tuyệt không được nói. Đó là cái luật ở trong nhà Phật. Cho nên nhiều khi quý y thọ giới rồi mà Phật tử cũng chưa có rành, không biết mỗi giới đó có cái công dụng gì, rồi cứ ngờ, mà nhất là cái giới nói dối đó, cứ ngờ việc, rồi nhiều khi coi thường, rồi tha hồ mà nói, đó là phạm giới. Như vậy thì năm giới ở đây, tất cả quý Phật tử ai giữ tròn hết đưa tay tôi coi, quý đếm thử coi được nhiều. Chắc chưa được phần nữa. Còn cái số cặn lại đó có hứa giữ không? Hứa không? Còn cặn lại phải tiếng chứ, đâu có dừng được. Nhất là mấy vị mà đầu qua râm rồi đó, nhất định phải giữ, phải không? Vì ngày mai chúng ta đi, mà đi gặp toàn đồ giữ không thì làm sao mà chịu nổi. Nên phải ráng giữ, kể từ nay giữ cho thanh tịnh, tròn năm giới. Đó là quý vị xứng đáng một người Phật tử tu rồi đó. Nhưng mà giữ năm giới là tu về giới luật, còn cái tu nào nữa quý Phật tử biết không? Phật tử ở ngoài thì phải ứng dụng lý nhân quả. Nhân quả ngoài năm giới mình còn ứng dụng theo cái luật nhân quả. Nếu mình thương người thì sao gặp nhau là tốt, mình quán thù người thì gặp nhau là khổ, phải không? Cái nhân mình quán thù cho nên cái quả gặp nhau thì cũng là khổ đau. Như vậy thì căn cứ trên lý nhân quả, chúng ta nên chọn cái nào. Một là tạo cái nhân lành, hai là tạo nhân dữ. Thích cái nào? Ai cũng muốn tạo nhân lành thì mới có quả lành. Như vậy mà nhân lành là cái gì? Làm sao? Quý vị biết chưa? Nhân lành nó có hai mặt. Một mặt là cái nhân lành là do sự tu tập mỗi ngày của mình, tụng kinh niệm Phật rồi đó. Hai là cái nhân lành xử sự với anh em mọi người. Đối với anh em, đối với mọi người, chúng ta lúc nào cũng với cái tâm thương quý, đừng có oán thù đó. Thương quý mọi người, ai mình cũng thương cũng quý, thì cái nhân lành đó nó đưa tới người ta cũng thương lại mình. Còn cái nhân dữ là thấy người này mình ghét, thấy người kia mình quán thù, thì sẽ có những người ghét quán thù mình. Bây giờ nói cụ thể nhất, đối với tất cả Phật tử và tăng ni, tôi thấy người nào tôi cũng dạy, tôi cũng khuyên,
thì như vậy là tôi đang làm gì? À, cho nên ai cũng thương, phải không? Chứ mà nếu mà tôi gặp ai cũng nạt nộ thì có thương tôi không? Chắc không ai thương. Thì cái đó nó cụ thể. Cho nên nhiều người họ nói tôi tu rồi đâu có quyền thế gì mà sao nhiều người họ bu lại, họ chào, họ đón, đâu có quyền thế gì, phải không? Giả sử không lại thăm, không chào đón, tôi có bắt lỗi không phải gì đâu. Mà tới thăm, tới chào đón đông, đó là vì thương, là mến tôi, cho nên quý vị tới. Và tại sao thương mến? Vì tôi thương mến tất cả, ai tôi cũng dạy, cũng khuyên làm lành, tránh tội lỗi. Thì đó, tôi nói lời lành, khuyên làm lành thì quý Phật tử thương. Còn những người mà họ nói dữ hoặc là họ xúi làm dữ thì mình đâu có dám gần. Như vậy thì đó là những cái lẽ thực cụ thể, chứ không phải là cái chuyện mơ màng. Cho nên trên con đường tu, đầu tiên chúng ta giữ tròn năm giới. Qua bước thứ hai thì chúng ta phải ứng dụng lý nhân quả. Đó, cái nhân lành thì có quả lành, cái nhân dữ thì có quả dữ, không bao giờ tránh khỏi, chỉ sớm với muộn thôi. À, sớm thì những cái đó nó hiện ngay trong đời mình, còn muộn là khi chết rồi mới gặp, mới thấy. Muộn rồi không thấy. Thí dụ có nhiều người hay than thở với tôi, nói những năm làm ăn khá thì giúp đỡ bà con người này người kia, à, nhưng mà rồi tới bây giờ mình nghèo, cái bà con họ không giúp lại, rồi buồn, rồi trách. Thì quý vị thấy tốt hay chưa tốt? Cái lẽ thật á, thì khi người ta khổ mình giúp, mà đừng đòi họ trả mình. Cứ giúp người ta rồi cái nó tôi có cái công với người đó, mà người đó không biết ơn tôi, rồi cái trách, trách cái giận, phải không? Như vậy thì cái thương cái giận nó đi tới. Còn bây giờ họ khổ mình cứ giúp, còn ngày mai kia họ có trả không cần để ý tới. Nghĩa là bổn phận mình làm đã tròn thì thôi. Thì như vậy cái nhân đó mới thực tốt. Còn cái nhân mà giúp rồi khi nào người đó họ có thể trả được mà họ không trả, cái mình giận mình quán lại, thì cái đó không trọn tốt đó. Nói cho quý Phật tử biết, chứ nhiều khi cứ kể ơn hoài, người đó hồi xưa tôi đã giúp được những cái gì, bây giờ họ khá rồi họ coi thường tôi, phải không? Cái đó đừng nói để mà mình giúp người đó khá mừng, à cái chị đó năm nay người làm ăn được khá, mừng cho chị thôi rồi, phần của mình hết. Đó là những cái người biết làm phước, làm ơn trong cái đạo đức. Còn mình giúp mà đòi họ phải trả liền á, thì đó là cho dai, thấy không? Chứ không phải là giúp thiệt. Quý vị nhớ cho thật kỹ vậy đó. Mình thấy họ khổ, mình cho giúp cho họ 5 triệu, 3 triệu gì đó để họ giải quyết cái việc của họ, cho họ hết khổ. Thì như vậy khi mình giúp họ thì đó với cái lòng tốt của mình. Nhưng mà đừng nghĩ rằng người này là cái người hiền mà tôi giúp, còn người kia nó không được hiền tôi thèm giúp, cũng không phải. Người hiền thì giúp theo người hiền, người không hiền mình giúp để khuyên họ được hiền. Đó là đạo lý. Quý vị đừng có đặt một cái giới hạn, ai tu theo Phật thì đó là đồng đạo tôi giúp, ai tu đạo khác tôi thèm giúp. Thì đó cũng không được. Tuy người ta, mình giúp chỉ là giúp người khổ, chứ không phải giúp người phải một tôn giáo với mình, phải không? Có nhiều khi anh em ruột mà kẻ theo đạo này, người theo đạo kia, rồi cứ nói người đó theo đạo khác thì không thèm để ý tới, không giúp đỡ, thì đó là không hay, không đúng. Chúng ta giúp người khổ thì người khổ nào, đạo nào, miễn họ khổ ta có khả năng đều nên giúp hết, chứ không nên cố chấp.
Đó là những cái việc mà tôi nói để cho quý vị hiểu. Cho nhiều khi hơi khu biệt quá, đạo Phật rồi đạo Chúa, đạo này đạo nọ, không biết ai qua cái khác thì mình không ưa. Có vậy không? Có. Sao hẹp hòi quá. Quý Phật tử biết, tôi có một người bạn đạo. Người bạn đạo, ông đâu làm linh mục. Bạn đạo là mới biết chừng khoảng 10 năm nay à. Tức là ông linh mục thống ở Vũng Tàu đó, tuổi với tôi. Mỗi lần tôi về Vũng Tàu thì ông lại ông thăm, nói chuyện rất thân mật. Thì như vậy, tôi là đạo Phật, ông là đạo Chúa mà có trách nhiệm truyền bá nữa, nhưng mà đâu có ghét nhau. Hay là huống là Phật tử ở dưới mà lại chê anh theo đạo đó, tôi không thèm giúp anh đó. Thì vậy là không tốt. Nhớ vậy đó, chúng ta phải sống với cái tâm cởi mở, rộng rãi, chứ đừng có khu biệt, phân tích cái này cái nọ rồi không ưa nhau. Không vì một tôn giáo khác mình mà mình không ưa, đừng nên vậy. Cứ người khổ thì mình thương. Nhiều khi người ở tôn giáo khác mà người ta tốt cũng có, phải không? Chứ mình khu biệt vậy là không được. Đó là những lẽ thật mà tôi sử dụng riêng bản thân tôi rất tốt. Bây giờ bên Thiên Chúa thì tôi có ông linh mục thân đó, mà ông làm linh mục tuổi với tôi, lần nào tôi về Vũng Tàu là ông cũng đều qua thăm. Mà người ta vui vẻ, nói chuyện vui vẻ, có gì chống đối. Như vậy thì cái người lãnh đạo với người lãnh đạo, ông là linh mục, tôi là pháp sư đi, mà gặp nhau người ta thân mật, nói chuyện thương nhau. Mà mấy vị Phật tử như bổn đạo với bổn đạo mà ghét. Thì đó là cái hẹp hòi. Bây giờ quý Phật tử phải có cái tâm cởi mở, nghĩ rằng mỗi người có cái duyên khác nhau. Thì người đó có duyên với đạo Thiên Chúa thì ta theo đạo Thiên Chúa. Mình có duyên đạo Phật, mình theo đạo Phật. Cái đó là cái duyên riêng trong cái tâm kính ngưỡng của mỗi người. Còn tình anh em, tình huynh đệ hay là cái tình đồng bào thì ai cũng như ai, chứ không có nên vì lẽ mình thấy người đó đạo khác rồi mình đâm ra bực bội đố kỵ. Có nhiều người nói với tôi rằng em với con á, biểu nó theo đạo Phật, nó không theo, nó theo đạo Chúa, thì anh theo đạo Phật, em theo đạo Chúa, rồi coi như cách một cái lằn ranh đó rồi không ưa nhau. Cái đó là cái không tốt. Nên theo đạo nào cũng được, miễn là làm lành, biết tránh những điều ác và làm những cái điều phước đức thì đó là tốt hết ấy. Vậy mình là đạo Phật, người kia là đạo Chúa, mà họ làm điều lành, họ tránh những điều ác thì mình cứ thấy họ tốt vậy, chứ đâu phải họ xấu. Nhưng mà cái tin tưởng thì quyền của mỗi người. Hiểu như vậy thì Phật tử mới có tâm rộng rãi, cởi mở, chứ không thì cứ khu biệt. Quý thầy lại giao thiệp nhau được, còn Phật tử thì lại đóng khung, phải không? Chứ nếu mà kỳ thị thì như thầy đối với các vị linh mục thì phải coi như không ưa nhau, phải không? Kỳ thị thì không ưa nhau, người Thiên Chúa, người đạo Phật. Nhưng mà quý thầy lại vui vẻ với nhau, thân mến với nhau, mà Phật tử dưới lại không có chịu, không có chịu hòa với những người khác đạo là dở. Như vậy nói đó để cho tất cả quý Phật tử có ý thức rằng chúng ta tu theo đạo Phật, tâm của chúng ta là cái tâm rộng rãi, cởi mở, chứ không có cố chấp. Bởi vì đạo Phật cho cái chấp là một cái bệnh rất nặng. Chấp ngã, rồi đầu tiên chấp ngã, rồi kế tới chấp tôn giáo, chấp gia đình, rồi ký chấp về hoài, thành ra rồi sanh ra những cái
cãi lẫy, tranh đua, khổ sở với nhau. Chúng ta đừng có cố chấp. Cố chấp là cái tật không tốt. Đó. Nếu người rộng rãi, cởi mở thì người đó tốt hay xấu? Ai có cái tâm rộng rãi, cởi mở chúng ta đều khen. Mà tại sao mình lại chấp? Đó, đó là một cái điều nói cho tất cả hiểu rõ để đừng có lầm lẫn. Chúng ta phải thương tất cả người, ai mình cũng thương hết. Nghĩa là ai làm điều tốt mình cũng khen, chứ không phải tôn giáo mình làm tốt mình mới khen, tôn giáo khác làm tốt cái mình chê, không được. Mình phải khen hết ai làm tốt, còn ai làm xấu thì mình phải chê. Người tôn giáo khác làm xấu mình cũng chê, rồi người cùng tôn giáo với mình làm xấu mình cũng chê. Vậy mới phải chứ. Cái gì của mình thì chê hết trơn à, không chê. Còn của người ta cứ bươi ra chê, thì cái đó là cái không tốt. Mấy Phật tử có cái tâm đó không? Không hết trơn hay là có người có người không? Nhớ vậy đó. Thầy nói để Phật tử cởi mở, đừng có mắc kẹt nha. Đừng có mắc kẹt cái nào hết. Thì như vậy đó là tốt. Đó là mới nói về cái tu sơ sơ đó, là giữ năm giới và nhân quả. Quý Phật tử ngày nay muốn đời sau mình sẽ làm cái gì? Tại sao làm gì? Được lên cõi trời không? Có muốn không? Muốn về Tây Phương không? Thì giờ điều kiện lên cõi trời phải tu thập thiện. Điều kiện về Tây Phương phải niệm Phật nhất tâm. Có hết, có điều kiện hết. Bây giờ làm được cái nào chưa? Chỗ đó thì muốn tới mà không làm. Vì vậy trong kinh Phật Di Đà Phật cứ nói muốn về cõi cực lạc thì phải niệm Phật nhất tâm bất loạn, hoặc một ngày, hai ngày tới bảy ngày thì nhắm mắt được về cực lạc không nghi. Còn muốn sanh lên cõi trời thì chúng ta tu thập thiện, mười điều lành, mà năm giới cứ còn lủng củng đi, mười điều có một khó quá, phải không? Vì vậy mà Phật tử kiểm nghiệm lại mình, rồi xét thấy cái nào có thể làm được, cái nào có thể tu được thì ráng tu. Bởi vì tất cả chúng ta đều có cái án tử hình ở trước mắt hết trơn, phải không? Có người nào không có án giơ tay tôi coi. Tất cả chúng ta bị cái án tử hình treo. Một ngày nào đó thì phải xử. Thì như vậy thì chúng ta phải lo làm sao ngày kia mình được ra đi một cách thảnh thơi, tự tại. Chứ để tới ngày đó rồi, rồi mình mới hối hận thì muộn lắm, không kịp. Tu là ngay bây giờ, chứ không phải đợi gần hấp hối mới tu nghe. Đó, đó là cái điều thiết yếu mà tôi muốn nhắc đi nhắc lại cho Phật tử nhớ. Đừng nói cái gì nhiều. Chúng ta giữ tròn năm giới là cái tốt số một. Vì trong kinh Phật nói giữ được năm giới thì sanh trở lại làm người tốt. Không sát sanh thì đời sau tuổi thọ dài. Không trộm cướp thì đời sau sanh ra có của nhiều. Không tà dâm thì đời sau sanh ra đẹp đẽ trang nghiêm. Không nói dối thì đời sau sanh ra nói năng lưu loát, nói ai cũng quý cũng tin. Không uống rượu say thì đời sau sanh ra trí tuệ minh mẫn. Đó. Có được đời sau trong mấy điều này quý vị muốn thiếu cái gì không? Vậy trên hình bây giờ phải giữ à. Nhắc lại lần nữa, không sát sanh thì đời sau sanh ra tuổi thọ dài. Không trộm cướp thì đời sau sanh ra có của nhiều. Không tà dâm thì đời sau sanh ra đẹp đẽ trang nghiêm. Không nói dối thì đời sau sanh ra nói năng lưu loát, nói ra ai cũng quý cũng tin.
không say sưa uống rượu thì đời sau sanh ra trí tuệ sáng suốt. Quý vị muốn thiếu cái nào không? Chắc hồi xưa mình cũng có uống rượu lai rai cho nên bây giờ không được trí tuệ bao nhiêu, phải không? Bây giờ thôi ngang tay bớt đi để đời sau trí tuệ minh mẫn, xứng đáng là một con người. Tôi già quá rồi, giảng nhiều mệt rồi, thôi ngang tay nghỉ ha. Quý Phật tử nghe nhớ ứng dụng tu, chắc ít có nghe tôi giảng được một hai lần gì nữa đâu. Tôi rút về núi rồi. Tất cả quý vị chắp tay hồi hướng. Được, để đại diện có lời. Nam mô kính Phật Hòa Thượng Ân Sư. Mặc dù tuổi Hòa Thượng đã cao, sức Hòa Thượng đã yếu, Hòa Thượng không quản ngại đường xa xa xôi khổ nhọc với thân lão bà tha thiết. Hòa Thượng về thăm ngôi chùa Bảo An này. Kính Phật Hòa Thượng, từ ngày Hòa Thượng Ân Sư nhận chùa Bảo An đến nay, ông Quốc đã gần 4 năm. 4 năm qua, nhờ sự hộ trì của Tam Bảo và hồng phúc của Hòa Thượng Ân Sư, ngôi chùa Bảo An được yên ổn. Phật tử chúng con có nơi tu học, sinh hoạt Phật Pháp, bỏ thiền theo đường lối tu thiền do Sư Ông chỉ dạy. Từng bước thực hành cũng bỏ vọng tưởng để cuộc sống ngày một an vui. Hàng tháng, chùa có tổ chức thuyết pháp, sinh hoạt Phật Pháp điều đặn, giúp Phật tử nâng cao sự hiểu biết về thiền học và giáo lý đạo Phật. Với sự chỉ đạo của Hòa Thượng Ân Sư và sự hết lòng chỉ dạy và giúp đỡ của Thầy trụ trì Thiền viện Viên Chiếu, sinh hoạt Hoa Tam Bảo này từng bước đi vào nề nếp, đời sống ni chúng được chăm sóc và ổn định theo tinh thần luật hòa. Cơ sở vật chất nhà chùa ngày một khang trang tốt đẹp hơn. Giáo hội và chính quyền địa phương đánh giá cao sự tiến bộ của chùa. Được chùa Bảo An trong thời gian qua, trong các ngày lễ lớn, giáo hội và chính quyền đều đến thăm viếng và tặng quà cho chùa. Kính bạch Hòa Thượng Ân Sư, ngôi chùa Bảo An hôm nay là nơi giúp cho Phật tử chúng con đến nghe chánh pháp và tham gia sinh hoạt tọa trì tu tập theo đường lối truyền thống mà Hòa Thượng Ân Sư đã chỉ dạy. Công ơn giáo dưỡng đó, chúng con không biết kể sao cho hết. Công ơn trời biển của Sư Ông, đời đời chúng con không bao giờ quên. Và Phật tử chúng con hiện sẽ cố gắng hơn nữa, khắc phục những điểm yếu, tinh tấn sám hối tọa trì, từng bước thêm hoàn tập khí, còn cách giúp đỡ nhau trong sinh hoạt tu hành để ngày một tiến bộ hơn, đền đáp phần nào công ơn của Hòa Thượng Ân Sư. Chúng con thành tâm nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Hòa Thượng Ân Sư được sức khỏe dồi dào, Phật sự thành tựu tốt đẹp, để Phật tử chúng con được an chuyên lợi lạc. Nguyện mong Hòa Thượng Ân Sư chứng minh cho chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Yeah.
tất cả Phật tử ai cũng sau khi quy y rồi nói một tu tập Phật, phải không? Quy y rồi tự tâm lên họ thế giới, giới cũng là tự mình giữ tròn không? Yeah.
Thank you.